Hello mấy bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh để xem video ngẫu hứng này nha. Mấy bữa nay cái laptop nó bị hư cho nên có nhiều video ngẫu hứng. Hôm nay là ngày đưa ông táo về trời, là ở bên đây, theo cái lịch ở bên đây. Thì tại vì cái giờ ở bên đây nó khác với giờ của Việt Nam cho nên tới giờ mới làm nè. Thì ở đây mẹ của mình để bánh tét với vài miếng bánh rồi mứt, rồi trà để đưa ông táo. Rồi cái này làm trong bếp nè. Còn ở trên bàn thờ cũng để vài miếng bánh, kẹo, mứt. Rồi xong rồi cũng cúng trà. Okay. Rồi, nhân dịp hôm nay là ngày đưa ông táo thì mình chỉ quay một chút xíu thôi. Tại vì cúng ông táo mà giờ mình chỉ quay cho mấy bạn coi setup như thế nào thôi. Rồi trong những ngày tới sẽ là gói bánh nè ha. Rồi xong rồi, gói bánh cặp, bánh tét, chúc Tết, rước ông bà. Đủ thứ hết trơn luôn, mình sẽ quay lại hết tất cả, đi chùa nữa. Rồi mình sẽ quay phim lại hết luôn. Rồi khi nào mà chỉnh sửa xong thì sẽ đăng lên. Với hội chợ Tết nữa, hội chợ Hoa Xuân, đủ thứ hết trơn luôn. Trong mấy ngày tới mấy bạn tiếp tục theo dõi kênh của mình nha. Và hãy giúp mình chia sẻ nhiều hơn để có một năm mới thành công cho kênh của mình. Ok, rồi gặp mấy bạn trong những video tới. Và chúc mừng năm mới ha. Và quên nữa, hồi sáng mình mới vừa coi như là đi mua rồi trả hàng tháng á, cho cái laptop mới, tại cái laptop cũ nó hư luôn rồi. Rồi cho nên là vậy đó. Rồi thôi, gặp mấy bạn trong những video tới nha. Bye bye.